Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Echannel. Và trong thời gian gần đây, chắc hẳn các bạn cũng nghe nhiều về cái tên Anonymous và cuộc chiến trên mạng giữa tổ chức này với băng nhóm khủng bố quốc tế là IS. Vì vậy, trong video hôm nay, Cáo quyết định sẽ nói nhiều về Anonymous, vừa là một cộng đồng tội phạm, vừa là những người hùng thật sự trên Internet. Và chúng ta hãy chính thức bắt đầu ngay bây giờ. Hãy bắt đầu với tên gọi Anonymous hay còn gọi là ẩn danh hoặc vô danh. Đúng với tên gọi của mình, cộng đồng hacker này hoàn toàn vô hình về cả số lượng thành viên, người đứng đầu, quy mô hoạt động và cả người đại diện. Lý do mình gọi Anonymous là một cộng đồng vì hiện nay chưa có một thông tin chính xác nào có thể thống kê hết số lượng thành viên của tổ chức hacker này. Theo một nguồn tin đã lâu thì lượng thành viên của tổ chức vào khoảng 1.000 người và không ngừng tăng lên. Thành viên của Anonymous đến từ nhiều cộng đồng khác nhau với bản sắc và giới tính khác nhau, song đều giữ kín về thân thế. Các cá nhân thì hoạt động hầu hết qua mạng trực tuyến, vì thế ngay cả những thành viên cũng chưa chắc đã có thể nhận ra nhau ngoài đời thật. Đúng với tên gọi ẩn danh của mình, khi có biến xảy ra, mọi thành viên đều có thể yên tâm rút lui vào bóng tối an toàn. Hình ảnh duy nhất gắn liền với Anonymous là chiếc mặt nạ Guy Fawkes trong bộ truyện tranh V for Vendetta. Hình ảnh chiếc mặt nạ có nụ cười ma quái, lạnh lùng với khuôn mặt trắng bệch của một người đàn ông trung niên. Nhân vật sử dụng mặt nạ này thì được xây dựng như một hiệp sĩ luôn đối đầu với chính phủ cầm quyền. Chiếc mặt nạ này thì cũng xuất hiện trong những lần Anonymous lên hình và thông báo đến thế giới những quyết định tiếp theo của tổ chức. Có cả những cuộc biểu tình được huy động trực tuyến và nhận được phản hồi tích cực bằng một biểu tình thật bên ngoài, với hàng trăm chiếc mặt nạ Guy Fawkes xuất hiện cùng băng rôn. Trong quá trình tìm hiểu, Cáo nhận ra có khá nhiều trang báo cũng như những công ty bảo mật căm thù Anonymous và gọi họ là những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, sự thật không hoàn toàn là vậy. Những kẻ phá hoại có lẽ là hợp lý hơn nhiều khi nói về những hành động từ các hacker ẩn danh này. Lý do đưa ra là thông thường, những cuộc tấn công của Anonymous thường quét qua như một cơn bão, làm trì trệ hệ thống website thay vì đánh cắp những thông tin quan trọng với mục đích phi pháp cá nhân. Khi cuộc tấn công lướt qua, các quản trị viên có thể khôi phục mọi thứ trở lại bình thường. Mặc dù vậy thì những cuộc tấn công từ nhóm cũng gây ảnh hưởng không ít tiền, có thể kể đến với hàng trăm đô để có thể khôi phục lại hệ thống. Điển hình là cuộc tấn công vào Sony đã khiến công ty thiệt hại không ít. Tổ chức hacker ẩn danh này thì được cho là hoạt động với một số nguyên tắc nhất định, mà điển hình trong số đó là nguyên tắc đa số. Nếu một thành viên đưa ra một thông tin trên diễn đàn cộng đồng và nói rằng hãy tấn công nhóm này, nếu phần lớn diễn đàn đó đồng ý thì đó chính là mục tiêu tấn công tiếp theo. Quyết định của đa số chính là quyết định của cộng đồng. Nói về phương thức tấn công yêu thích của Anonymous có lẽ là DDoS. Một cuộc tấn công DDoS điển hình là cách tấn công từ chối dịch vụ mà các hacker khai thác những lỗ hổng trên hệ thống bằng cách tạo ra rất nhiều những truy cập tin nhắn ảo đến mục tiêu tại cùng một thời điểm làm ngãn hệ thống đó. Cáo sẽ lấy một hình ảnh quen thuộc để các bạn dễ hình dung. Với các bạn 8X và 9X đời đầu vì sử dụng mạng chat Yahoo và bị bom màn hình chat, khi gặp trường hợp này không có cách nào là chấp nhận việc máy bị treo và khởi động lại toàn bộ máy tính. Tiếp đến, Cáo sẽ điểm qua những cuộc tấn công nổi bật của tổ chức này. Anonymous được cho là đã xuất hiện rất lâu. Tuy nhiên, tổ chức này thì thực sự thành danh sau câu chuyện liên quan tới WikiLeaks vào năm 2010, khi người quản trị của trang WikiLeaks bị bắt giam và buộc phải ngừng tiết lộ những thông tin mật. Anonymous đã thể hiện sự ủng hộ bằng việc thực hiện các chiến dịch tổng tấn công vào các website và tổ chức có quan điểm chống lại WikiLeaks. Ngay cả Amazon và Mastercard thì cũng bị tấn công vì chặn có hoạt động chuyển tiền và phong tỏa tài khoản của quản trị trang WikiLeaks. Cuộc tấn công lớn tiếp theo của cộng đồng hacker ẩn danh này là tập trung vào Sony. Lý do của chiến dịch này là vì Sony đã quyết tâm kiện một hacker khi mà người này đã thông báo đã bẻ khóa thành công chiếc PlayStation 3. Kết quả là trong suốt tháng 4, mạng PlayStation Network và các hoạt động web của Sony đã bị tấn công và phải mất hàng tuần để các trang web này có thể hoạt động trở lại bình thường. Cuộc tấn công làm Sony mất rất nhiều doanh thu và vô tình cũng làm ảnh hưởng lớn đến giới game thủ. Sau cuộc tấn công vào Sony, rất nhiều những tổ chức an ninh thuộc nhiều quốc gia đã phát động điều tra. Kết quả là 3 thành viên của Anonymous đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, đáp trả từ tổ chức này trên blog và Twitter, chúng tôi nhiều vô số, vì vậy hãy đợi đấy. Mặc dù bản thân cũng nhìn nhận được những sai phạm trong hành động của chính tổ chức, đồng thời bị đưa vào danh sách tội phạm nguy hiểm tại nhiều quốc gia, tuy nhiên danh tiếng của Anonymous thì ngày càng lớn. Lý do giải thích cho điều này chính là những hành động vô cùng nhân văn mà nhóm này đã thực hiện trong thời gian gần đây. Vào đầu năm, Anonymous tuyên bố chiến tranh với tổ chức chiến binh thánh chiến sau cuộc khủng bố do phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện tại thủ đô Paris của Pháp ngày 7 tháng 1. Đây được xem như là một hành động trả thù cho tạp chí biếm họa Charlie Hebdo. Kết quả là danh sách 120 trang Twitter bị nghi ngờ là Hồi giáo cực đoan và 89 trang khác là khủng bố đã được phát tán. Hai website tiếp theo có nội dung tuyên truyền thánh chiến tại Pháp đã bị tấn công và thay đổi trang chủ hoặc chuyển hướng truy cập đến một trang web tìm kiếm. Lời tuyên chiến gần đây nhất của Anonymous nhắm tới tổ chức khủng bố IS sau cuộc tấn công liên hoàn vào 6 vị trí tại Paris làm hơn 200 người thiệt mạng. Ngay lập tức, Anonymous phát động chiến tranh với tên gọi là Operation Paris. Tổ chức IS cũng không vừa khi công bố video đáp trả với nội dung chê bai ý định của Anonymous là ngu ngốc, đồng thời hướng dẫn các tín đồ của mình phòng chống việc bị hack. Có vẻ như IS đã đánh giá thấp khả năng của cộng đồng hacker nổi tiếng nhất hiện nay, khi mà chỉ một ngày sau đó, 5.500 trang Twitter thuộc các tài khoản của thành viên IS đã bị đánh sập. Họ công bố trang web tập trung các tài khoản của IS, đồng thời bẻ khóa các website liên quan đến khủng bố.
lấy thông tin về tên thật, vị trí cư trú, hình ảnh và cả tài khoản Facebook, Twitter và cả YouTube. Đây được xem như là lần phát động tấn công lớn nhất trước giờ của Anonymous, tập trung đánh vào rất nhiều mảng liên quan tới IS, xác minh thành viên, chặn nguồn kinh tế và ngăn chặn cách thức liên lạc giữa các thành viên trong tổ chức này. Thông tin được đánh cắp trong chiến dịch của Anonymous sẽ được cung cấp cho lực lượng chức năng và cả những nhóm hacker khác nhằm phối hợp điều tra về hoạt động khác của nhóm khủng bố. Và đó là tất cả những thông tin về Anonymous mà Cá muốn cung cấp trong video hôm nay. Thông tin về tổ chức này thì vẫn còn rất nhiều, vì vậy các bạn cũng đừng ngại chia sẻ bằng những comment ngay bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi channel. Mình là Cá, xin chào và hẹn gặp lại.